em, dù ở phương trời xứ lạ, xa quê hương hơn nửa vòng trái đất, dù đã bỏ lại sau lưng bao yêu thương, bao kỷ niệm, nhưng lòng chúng con luôn luôn hướng về mẹ, mẹ Việt Nam ơi. Biết nói gì đây cho vơi lòng thương nhớ, chỉ có lời ca chúng con xin dâng mẹ, nhớ ơn mẹ, lòng mẹ bao la như trời như biển. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm chẳng ta soi bóng lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thương, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mát mát êm như sáo diều giật giơ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ, thương con thao thức bao đi trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao, thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội xéo cho mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bao mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng chiến.
rồi về làng quê, bao tháng năm xa xôi cát biển, trên từng lối mòn hàng tre xưa đây đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn. Dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con cười, con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ, như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tiếng mẹ ở đâu? Hỏi từng bờ đê, gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi? Mái trăng im lìm, nhìn hàng tre ngơ ngác buồn. Mẹ cha sẽ không phai nhòa, tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con cười, con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ, như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ tôi đâu rồi, mái trăng im lìm, nhìn hàng tre ngơ ngác buồn thiu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không phai nhòa, tháng năm đêm đêm sống bên mẹ hiền. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi
Giờ này cụ Bản Tự cùng các Phật tử chùa Phúc Lâm đã về tang trường để làm lễ cầu siêu và khâm niệm cho cụ. Xin được bắt đầu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, các ban ngành trong thị trấn, cũng như các cụ lão ông lão bà cùng toàn thể gia quyến, hôm nay trong gia đình có cụ vong theo cảnh Phật quy Tam Bảo ngày nay về ẩn náu với tiên tổ. Trước nhất, nhà chùa cùng toàn thể giáo hữu về đây có lời chia buồn với gia đình tăng quyến. Sau đây nhà chùa có tuần cúng Phật nhập niệm cầu siêu cho vong linh cụ được siêu sinh thoát hóa. Dương quyến thì được bình yên, nghi lễ đã được chuẩn bị chu viên hoàn tất. Mời tất cả các giáo hữu Phật tử cùng hiếu chủ hướng về ban Phật cùng với nhà chùa sẽ nên khoa lễ. Trong khi nhà chùa làm lễ, yêu cầu tất cả các quý khách thập phương xa gần về thăm hỏi, giữ gìn cho buổi lễ được nghiêm trang và chỉnh trọng. Mời các thầy nổi chuông trống vào tuần lễ bắt đầu. Pháp chủ chuyên thân an ý đạo tràng đường ban vân ai tập ma nhà thiêu di đà hoàn chẳng di biển minh minh đàng chung di giao già tập nhà vũ chân ai ai nhàng hoa như đầu thể à đạo chàng à di à, tập đại chúng à, bạn anh à hiếu à, chủ trí à, thanh nhị nhật à, tâm cảm cách nhá à tiên à, đại à, kim à, chung à, kích à, sư hậu à, khả à, ngọc à, khánh thời điện chúng có hồng điện thiên giá rớt mạt nào văn chấn địa các sinh hoan hỷ cộng chứng viên thông nghiêm chỉnh y quang tuân thừa Phật pháp mà như nay đã yêu an tòa thổ địa nông thần cẩn đương chỉ tụng là tinh thần nhạc độc sơn chư linh huông thử giãn thổ địa tối linh thần tài văn tiên diễm diệu chân ngôn các tấn phượng ngục sinh hoan hỷ à. Nam mô sinh hoan hỷ địa Bồ Tát Ma Tát. Nam mô sinh hoan hỷ địa Bồ Tát Ma Tát. Dạ kinh cố thành chư bơ chư thanh ngôi đồng tông chứng Thank you.
pháp chủ chiến thân hiếu chủ hộ quỳ cùng các tín đồ Phật tử tùy tòng đính lễ chư Phật chư thánh năm cung. Thỉnh nhà pháp chú gia chỉ khai hoa cái đơn điểm tịnh chân ngô. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Thỉnh pháp chú bình tọa. Phổ thành đại chúng di khẩu đồng âm chiêm ngưỡng đại thừa tụng khải khoa giáo. Nhà lô hương gia nhiệt pháp đời mong muốn như bà đại hội tớ giáo văn về dấu kê tương vân thanh ý vương ngân như bà thiền thần thân nam mô hương. Bồ tát ma tát nam mô hương bình gãi bồ tát ma tát nam mô hương bình gãi bồ công giang cổ hữu dơ văn cẩn đường tuyên bạch à. Thỉnh hiếu chúa quỳ phụng sơ văn như kia
Khi tu chú kiền diệu ngự chủ kim thần trượng lục độc xưng tôn. Hiện như mãn nguyện bệnh hào quang rất thân tư đời kỳ đạo sơ. Kim ma thời khải thành yêu sở thiên dương hành đối quang cung di tử thính. Phục di Phật tử quảng đại hoàng khải đô thế chi môn đồn khổn thúc thành viên thuyết thu trai chi nế dục cầu giải thoát thu trượng tử quang viên hữu Việt Nam quốc Nam Đình tình giao thủy huyền quất nâm thi chấn thổ dân cố hạ chính nhi vô gia sư tư tưởng vùng và tánh nhiên cung thù thiên tiền nê trung nguyên tháng bảy xá tội vong nhân vu nan báo hiếu thỉnh Phật tuyên khinh tuần âm nhập niệm an táng quy tây cầu tiến độ vong nguyện cầu âm siêu dương khánh quân nơi sự ăn kim ma kim thân hiếu chu nam tử nguyễn ngọc chuân nguyễn văn đạt nguyễn văn thuần nguyễn văn thiện hôn tử cao thị nụa vũ thị lý nguyễn thị hậu trần thị phương loan nữ tử nguyễn thị chiên nguyễn thị triển nguyễn thị triển tế tử cao đắc điếm vũ thành nhảy trùng lý nam tôn nguyễn văn an nguyễn quang đình nguyễn quốc khánh nguyễn quốc khởi nguyễn minh triết nguyễn minh trí lý hồn tôn nguyễn thị hồng xuyên lý nữ tôn nguyễn thị kim niên nguyễn thị bích ngọc nguyễn thị hải nam lý tê tôn trần văn thanh phạm văn dũng biểu nam tôn cao văn dũng phạm văn đồng vũ đức hiếu vũ song hỷ biểu hôn tôn phạm thị thương sầm thị tình nguyễn thị hoa trần thị nhung biểu nữ thôn cao thị dung cao thị nguyệt cao thị nga phạm thị hằng biểu tế tôn nguyễn văn đương vũ văn điệp đoàn biên hòa trần đình chủ tăng tôn nguyễn minh khôi trần nhật quang trần nguyễn khả hân phạm bá an vĩ biểu tăng tôn cao khánh duy cao ngọc tường vi nguyễn văn xuân đoàn hải minh đoàn gia huy nguyễn thị phương vũ thị duyên vũ thị diệu vũ thị hiền phạm minh tăng phạm thị kim ngân phạm quế chi ngô trí tùng nâm trần thị nguyên đàn vũ đức anh minh vũ trần trúc anh hợp đồng gia dương môn hiếu quyên đẳng tức nhật ngưỡng can ân cần từ xưng phục vì trinh tiến vong ninh hiển tỷ phật thụ tam quy ưu và di giới nguyện huy thị gái hiệu diệu nữ chân ninh dương mình sinh ư mậu dần yên muội nguyệt nhật thời thụ sinh hưởng mạo điện bát thập thất tuế tạ thế vù giáp thìn niên thất nguyệt sơ thất nhật dần bài bệnh trùng thiết thiên niệm chân linh nhất chân nhiệm hóa tứ đại quy không minh minh phách tan vô trường thiên điều điều hồn quy vù đại địa bất bằng tiến bạt gia đắc siêu tăng do thì kim nguyệt cát nhật tư thiết hương hoa kim ngân lễ vật tình cúng khu trần cụ hữu sơ văn thiền thân thượng tấu
cung A Duy Nam Mô thập hướng vô lượng thường trụ tam bảo chư đại Bồ Tát Kim Liên tòa hạ Nam Mô. Đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kim Liên tòa hạ Nam Mô. Đại Thế Chí Bồ Tát Liên tòa Nam Mô. Tam thừa đẳng giác chư đại Bồ Tát Hồng Liên tòa hạ Nam Mô. Đại Mục Kiền Liên Tôn Giả Liên tòa Nam Mô. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Kim Liên tòa hạ. Hiệu Thiên Chi Tôn Kim Khuyết Ngọc Hoàng Huyền Cúng Cao Thương Đế Ngọc Bể Hạ Tam Giới Thiên Chúa Thư Phủ Vạn Ninh Công Đồng Thanh Đế Ngọc Bể Hạ Đương Liên Thiên Quan Sở Vương Hành Khiền Thái Tuê Chi Đức Tôn Thần Từ Hạ Đương Cảnh Thành Hoàng Bản Thổ Đại Vương Tôn Thần Từ Hạ Đương Cảnh Thần Tài Tôn Thần Vị Điền Đương Cảnh Thần Đường Tôn Thần Vị Điền Chúa Bà Vạn Cảnh Chúa Bà Năm Phương Vị Điền Phúc Phục Nguyện Thích Ca Tứ Phù Thủy Bảo Thủ Di Đề Huệ Di Đà Đạo Sư Phóng Kim Quang Tiếp Dân Thỉ Chân Linh Thoát Ly Khổ Hại Trực Vãng Nạp Ca Vàng Sinh sinh cứ đây chúc chi hương kiếp kiếp tòa niên hoa chi cảnh canh nguyện trai chủ đằng a môn phong bất chân ra thế vương xương mẫu ngũ khúc chi chủ cầu hưởng tam đa chi khánh đản thần hạ tình vô nhầm cây tiết bình dinh chi trí cần sơ thiên vận nề giáp thiên niên thất nguyệt sơ bát nhật hiếu chủ hộ quỳ quy đầu tấu dâng văn sơ thương lại bằng giờ giờ đôi đàn tiền dụng bằng bó nô thiếu tiền thành tạ lễ Phật thánh quốc cùng tam bái Phật kính thưa với các vị hiếu như lai tại đám tuần lễ Phật nhà chùa đến đây đã xong dừng trong ít phút để cho con cháu vào trong nhà làm lễ nhập quan các thầy giải lao tại chỗ các giáo hữu Phật tử dán sang đôi bên. Đà khai chư tinh minh như nhật tước qua vì trần thế giới chung nhất niệm nhiêu nhiên siêu anh hữu tiên khai vạn vật tổng viên thông. Tùy hiền ngôi nhan tổng quang siêu nhân tư mệnh một kiên công huy kim một quang kiêu kỳ quang thể vệch mau sẵn như trần xa nó rô xa đại khai chức kinh minh như nhật tước qua vì trần thế giới chung nhất niệm nhiêu nhiên siêu ái nhất tiên khai vạn vật tổng viên thông. Tùy hiền ngôi nhan tổng quang siêu nhân tư mệnh một kiên công huy kim một quang kiêu kỳ quang thể vệch mau sẵn như trần xa nó rô. Truyền thụ Bồ Đề Tâm Giới Điệp Mãn Kinh Văn Tích Thái Thiện Đồng Từ Vì Học Bồ Tát Anh Vì Tu Bồ Tát Pháp Tiền Pháp Vô Thượng Bồ Đề Cố Năng Thành Tiêu Nhất Thiết Tương Trừ Nhất Thiết Nạc
Bát ư vô ông ông thường thoát chi môn tăng năng nếu chi chư Bồ Tát hành phàm dục phát Bồ Đề tâm đương thủ Bồ Đề tâm giới. Và na đàn kim ma vi truyền thủ kim đánh đao phủng đắp xứng Bồ Đề kim củ giới pháp như đệ nhất phát quang đại Bồ Đề đệ phát đại nguyện trí tâm cần tu nhất thiết Phật pháp. Ê a hồn thê thảm năm canh vắng ngắt tinh hồn gòn phảng phất trôi vơi vực sâu mờ mịt tăm hơi u hồn ẩn khuất xa rời chốn dương gian. Không nhờ bần từ bi thế độ vong linh sao biết chỗ về đây hôm nay yếu chủ tình đây năm tuần nhập niệm bát cay thủ chi nam mô Đức Phật Thế Tôn tiếp dẫn linh hồn về mãi tây phương cử ai nạp vàng em con cháu ngồi hết xuống. Nhà thiên cung kính nhà tam kính đệ thập phương pháp giới thượng chủ tam bảo nguyện thờ hướng nhân văn tiến man thập phương giới vô biên Phật độ chúng vô lượng hương trang nghiêm cụ tổ Bồ Tát đạo thành tiểu như nay hương cũng cùng kính nhà tâm kính đệ thập phương pháp giới thượng chủ tam bảo như nay diệu tha thân thế gian vô dư đẳng vô thị ba tư nghị thì cố kim đính đệ như nay xa vô tận trí tuệ diệt phổ nhiên nhà thiên tha thượng chủ thì cố ma quỷ quang a kim tình tam nghiệp quy y cần nế tam nguyện cầu chư chúng sinh đồng sinh an na sai an pha nhật na vật an pha nhật na vật an pha nhật na vật ra tâm định nế thượng tề quang tình độ a di đà như nay thanh tịnh diệu phá thân biến pháp giới chư phật Bồ Tát 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 Bồ Tát
muốn sang nước Phật phải nhờ tôi được thảo công Phật ban cho chiếc thuyền rồng đưa người Phật tử đến bờ mà Tây Phương. Yeah.
nay thì giao quang khai phương thiện chi môn vũ đế hưng diên triều khải sám ma chi điện cần trần đơn khổn ương khấu thanh niên nàng ân chiêm cửu hữu cung vọng hồng từ đoạn kim sơ tâu phục nguyện thủ sám chân linh đẳng chư hương hồn vạn tội đốn tiêu nhất tâm nhiễu ngộ khổng không biên thập vương chi điển thượng niêu niễu viên thập địa chi vị trung canh nguyên đồng dương môn quyến đẳng phóng phi bất chân ra thế hưởng xương mậu ông ngũ quốc chi chủ cầu hưởng tam đa chi khánh tồn vong nưỡng nội sinh từ quân an đàn thần hạ tình vô nhâm kích thiết bình dinh chi chi cần biểu thiên vận giáp thìn niên thất nguyệt nề sơ bát nhật nhiễu chủ quỳ cúi đầu tấu dâng văn biểu tiền thành tạ lễ cúc cung tam bái cần cao vong linh hồi quy yên vị con cháu sẽ rước bản vong linh của bà vào trong cho để tiếp theo chương trình của buổi chiều hôm nay, xin kính mời một vị đại diện trong Hội Nhân dân tuần kinh viếng thăm trân trọng kính mời. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nào là tại nào chúng ta nghe tin cụ mất tới nhà viếng thăm. A-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật. Quý tam bảo tận tâm cùng nhau tới cảnh quan âm độ trì. A-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật. Đường vui kính kệ đế huệ tuần nó đi về có nhau. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ra khóc lóc đoạn trường họ hàng thân thiết nhớ thương âu sầu. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa man mát gợi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh
lùng mang nỗi nhớ. Mẹ già chưa con ngồi đêm la rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé nơi giờ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con. Kính thưa các quý vị đại biểu, thay mặt cho Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi cùng các ban ngành đoàn thể thị trấn Quất Lâm, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể tổ dân phố Hạ Chính, cùng các vị đại biểu xa gần, cùng các vị đại biểu thay mặt cho các dòng họ, họ nội, họ ngoại và cụ bản tự Phật tử chùa Phúc Lâm, cùng các vị niên gia, thông gia, cùng các vị đại biểu có mặt tại phòng tang giờ này. Gia đình chúng tôi có người mẹ, người bà, người cụ là Nguyễn Thị Gái, tên thường gọi là Nguyễn Thị Chuẩn, sinh ngày 13 tháng 4 năm 1938. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình, con cháu cùng y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, người mẹ, người bà, người cụ của chúng tôi không qua khỏi, đã từ trần vào hồi 12 giờ ngày mùng 10 tháng 8, tức ngày mùng 7 tháng 7 năm Giáp Thìn. Cụ hưởng thọ 83 tuổi. Gia đình chúng tôi đã kính báo đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể được biết tin. Các vị đại biểu đã đến thăm hỏi, chia buồn, giúp đỡ và tổ chức tang lễ cho người mẹ, người bà, người cụ của chúng tôi. Thay mặt cho gia đình và họ hiếu, xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng và giới thiệu kính mời ông Nguyễn Văn Trọng, trưởng ban tang lễ, nên khai mạc chương thế. Xin kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và gia đình tang quyến, trong lúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân cả nước nói chung, cán bộ và nhân dân thị trấn Quất Lâm nói riêng đang ra sức thi đua, lao động sản xuất chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, thì sáng hôm nay Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Quất Lâm cùng các ban ngành đoàn thể trong và ngoài thị trấn, cán bộ và nhân dân tổ dân phố Hạ Chính đột ngột nhận được tin báo buồn của gia đình báo tin cụ Nguyễn Thị Gái, tên thường gọi cụ là Nguyễn Thị Chuẩn. Cụ sinh ngày 13 tháng 4 năm 1938, hiện đang cư trú tại tổ dân phố Hạ Chính, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được gia đình và các thầy thuốc y bác sĩ tận tình chăm sóc và cứu chữa, song vì tuổi cao, sức yếu, căn bệnh quá hiểm nghèo, cụ không qua khỏi. Cụ đã từ trần vào hồi 12 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2024 tại gia đình cụ hưởng thọ 87 tuổi. Giờ này nhận được tin báo buồn của gia đình, giờ này ban tổ chức tang lễ đã đến gia đình thăm hỏi, chia buồn và thống nhất chương trình tang lễ cụ. Kính thưa các quý vị đại biểu, sau khi nhận được tin báo buồn của gia đình, Ủy ban Nhân dân thị trấn Quất Lâm, ban lãnh đạo tổ dân phố Hạ Chính và gia đình họ Hiếu đã thống nhất thành lập ban tang lễ và thời gian tổ chức tang lễ cụ Nguyễn Thị Gái như sau.
Ban Thường lễ gồm có một ông Nguyễn Văn Trọng, đảng ủy viên, cán bộ văn hóa làm công tác lao động thương binh xã hội của thị trấn làm trưởng ban; hai ông Nguyễn Xuân Tiến, cán bộ văn hóa thông tin phó ban; ba ông Đặng Quang Hảo, tổ trưởng tổ dân phố hạ chính phó ban; bốn ông Nguyễn Hồng Đông, chủ tịch hội người cao tuổi thị trấn làm ủy viên; năm ông Nguyễn Thanh Bình, đại diện cho gia đình và hội hiếu làm ủy viên. Về thời gian tổ chức tang lễ cụ, ngày hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2024, từ 9 giờ đến 11 giờ gia đình tổ chức phần lễ khâm niệm, từ 16 giờ đến 16 giờ 30 tổ dân phố hạ chính đồng chống tuyên tang, từ 17 giờ đến 22 giờ các đoàn hội và các nóc họ tổ chức lễ viếng. Ngày mai là ngày 12 tháng 8 năm 2024, từ 6 giờ đến 7 giờ các đoàn hội còn lại tổ chức lễ viếng, từ 7 giờ đến 7 giờ 30 tổ chức tiễn biệt cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân quê nhà. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi xin tuyên bố khai mạc tang lễ cụ Nguyễn Thị Gái kể từ giờ phút này. Và tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng và kính mời ông Đặng Quang Hảo, tổ trưởng tổ dân phố Hạ Chính, phó ban tổ chức tang lễ, lên điều hành phần lễ đồng trống, lễ tuyên tang và phần lễ viếng của tổ dân phố. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, thưa gia đình tăng quyến, sáng hôm nay tổ dân phố Hạ Chính nhận được giấy báo tử của ông bà Nguyễn Ngọc Truân cùng anh em con cháu của cụ quá cố. Cụ Nguyễn Thị Gái, tên thường gọi Nguyễn Thị Chuẩn, thường trú tại tổ dân phố Hạ Chính, sinh ngày 13 tháng 4 năm 1938, từ trần hồi 12 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2024 nhằm ngày 7 tháng 7 Giáp Thìn, cụ hưởng thọ 87 tuổi. Để tổ chức tang lễ cho cụ được long trọng, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Hảo thay mặt tổ dân phố lên động trống tuyên tang. Xin trân trọng kính mời ông. Thank you.
Kể từ giờ phút này trở đi, anh em con cháu của cụ chịu tang theo nghi lễ của gia đình và nguyễn tộc. Xin nhờ các bác nhạc sẽ xúc những hồi kèn trống ngắn để con cháu đội khăn tang. Các vị đại biểu đại diện cho thường trực đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, thường trực ủy ban nhân dân, thường trực tổ quốc Việt Nam thị trấn Quốc Lâm cùng các ban ngành đoàn thể, thưa cán bộ nhân dân tổ dân phố Hải Chính, thưa các nóc họ, thưa các đoàn tình nghĩa với cụ, với con, với cháu của cụ, thưa gia đình tăng quyến cùng các bác nhạc tang, sáng hôm nay cán bộ nhân dân, các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố Hải Chính nhận được tin báo buồn của gia đình tăng quyến cùng các con, các cháu của cụ. Cụ Nguyễn Thị Gái sinh ngày 13 tháng 4 1938, thường trú tại tổ dân phố Hải Chính, do bệnh tật hiểm nghèo, sức khỏe suy kiệt, mặc dù đã được các thầy thuốc đông tây y phối kết hợp, các con cháu hết lòng phụng dưỡng, song sức khỏe yếu dần, cụ không qua khỏi, đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 12 giờ ngày 10 tháng 8 2024 nhằm ngày 7 tháng 7 năm Giáp Thìn, cụ hưởng thọ 87 tuổi. Thưa anh em con cháu của cụ, hôm nay là ngày buồn, là ngày tràn đầy nước mắt của gia đình tăng quyến, bởi cụ là người bà của các cháu, người mẹ của các con, là người dâu hiền mẫu mực của dòng họ Nguyễn đại tộc. Yêu thương trìu mến, mang bao tình nặng nghĩa đầy với các con, các cháu, họ hàng nội ngoại của cụ không còn nữa. 87 năm qua, cụ cùng các anh em con cháu của cụ cùng tổ dân phố đoàn kết một lòng khuyên dạy cháu con theo nếp gia phong gia đình. Nhiều người con đã thành đạt, xây dựng tổ dân phố văn minh giàu đẹp. Thưa anh em con cháu của cụ, trước sự mất mát to lớn này của gia đình tăng quyến, đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân tổ dân phố Hải Chính xin gửi tới gia đình tăng quyến lời thăm hỏi chia buồn, lời ân cần sâu sắc nhất. Và sau đây đoàn chúng tôi làm lễ viếng, xin rộng kính mời cán bộ nhân dân chúng ta đứng trước lên sàng để chúng ta làm lễ viếng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đặng Thanh Quan lên làm chủ lễ. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thủy, đại diện cho tổ dân phố, nhân dân tấm lễ của tổ dân phố và một tấm lễ của chi hội nông dân. Xin trọng kính mời ông.
trọng giới thiệu Đặng Thanh Quan nên thắp trầm kính viếng, xin trọng kính mời. Giờ thiêng liêng ngắn ngủi này, chúng tôi cầu chúc cho hương hồn cụ yên lành trong giấc ngủ ngàn thu. Tất cả những gì cụ đã cống hiến cho tổ dân phố, chúng tôi xin trân trọng được ghi nhận. Xin đề nghị cán bộ nhân dân tổ dân phố hạ chế, chúng ta dành phút tưởng niệm cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Đoàn đại biểu chúng ta vị trí đầu, anh em có cháu đón tiếp. Xin cảm ơn ban tổ chức tăng lễ và các bác nhạc tang cùng gia đình tăng quyến đã tạo kiện giúp đỡ tổ dân phố đồng chống tuyên tang và làm lễ viếng được hoàn tất. Xin trọng cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này và làm phần kính viếng là đoàn đại biểu ban chấp hành hội người cao tuổi thị trấn Quan Âm và chi hội người cao tuổi tổ dân phố Hạ Chính. Kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi và xúc động. Sáng nay đoàn chúng tôi đột ngột nhận được tin báo buồn của 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức và đại biểu trước hết cho đoàn xin gửi tới gia đình tăng quyến và họ hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đó đoàn tiến hành tổ chức lễ viếng. Để đi vào lễ viếng, xin trân trọng và giới thiệu kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn đến dâng tâm lễ. Lễ viếng của đoàn gồm có hương đăng, tỉ quả, hoa tươi và hai tấm lễ đen, một tấm lễ đen của ban chấp hành hội người cao tuổi và một tấm lễ đen của chi hội người cao tuổi. Xin trân trọng kính mời. Sau lễ tiếp đến hương trầm dâng lên trong già cả đoàn xót thương để tiếp theo chương trình lễ viếng, xin trân trọng và kính mời ông Nguyễn Hồng Đông, chủ tịch hội người cao tuổi của thị trấn lên thắp trầm kính viếng, xin trân trọng kính mời ông. Mời đoàn hãy dành một phút tưởng niệm cụ được bắt đầu. Thôi, phần kính viếng của đoàn đã xong, một lần nữa theo bản cho ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và tiếp đứng trước phòng tang giờ này và làm phần kính viếng là đại biểu hội Đức Thánh Trần thị trấn Quan Âm. Kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi và xúc động. Sáng nay đoàn chúng tôi đột ngột nhận được tin báo buồn của 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức và đại biểu trước hết cho đoàn xin gửi tới gia đình tăng quyến và họ hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đó đoàn tiến hành tổ chức đi viếng. Để đưa vào đi viếng, xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn đến dâng tâm lễ kính viếng, xin trân trọng kính mời. Trọng và giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn lên thắp trầm kính viếng.
xin kính mời đoàn hãy dành một phút phút tưởng niệm cụ được bắt đầu. Thôi, phần lễ viếng của đoàn đã xong. Một lần nữa theo mặt cho ban tổ chức tang lễ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi xúc động. Sáng nay các bà các chị phụ nữ tổ dân phố Hạ Chính chúng tôi đột ngột nhận được tin báo buồn cụ vong và bà có quan hệ với này cả bà Điến. Không may cụ mắc một căn bệnh hiểm nghèo, cụ đã từ trần. Giờ đây chúng tôi gửi tới gia đình tang quyến và hội hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đó đoàn tiến hành tổ chức đi viếng. Đi vào đi viếng xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng lễ, một vị đại biểu dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Hãy dành một phút phút tưởng niệm cụ được bắt đầu. Thôi, phần lễ viếng của đoàn đã xong. Một lần nữa theo mặt cho ban tổ chức và gia đình tang quyến xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi xúc động. Sáng nay đoàn chúng tôi đột ngột nhận được tin báo buồn của 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức một đại biểu. Trước hết cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến và hội hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đó đoàn tiến hành tổ chức đi viếng. Để đi vào đi viếng xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng lễ, một vị đại biểu dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Thôi, phần lễ viếng của đoàn đã xong. Một lần nữa theo mặt cho ban tổ chức và gia đình xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi xúc động. Sáng nay đoàn chúng tôi đột ngột nhận được tin báo buồn của ông bà Đạt, báo tin có người mẹ kính yêu 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức một đại biểu. Trước hết cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến và họ hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đó đoàn tiến hành tổ chức đi viếng. Để đi vào đi viếng xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng lễ, một vị đại biểu dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Và kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn đến đặt vòng hoa kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Bắt đầu. Thôi, phần lễ kính viếng của đoàn đã xong. Một lần nữa theo mặt cho ban tổ chức tang lễ và gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này là đại biểu hội đồng hương Quất Lâm tại miền Nam, do ông Trần Đình Lưu làm trưởng đoàn. Kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi xúc động. Sáng nay đoàn chúng tôi đột ngột được tin báo buồn của 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức một đại biểu. Trước hết cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến và hội hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đó đoàn tiến hành tổ chức đi viếng. Để đi vào đi viếng xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng lễ, một vị đại biểu dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Chỉnh lễ viếng xin trân trọng và giới thiệu kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn đến đặt vòng hoa kính viếng.
cụ được bắt đầu. Đứng trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu các em và các cháu ở Phú Thọ, lời đầu tiên cho phép đoàn xin được gửi đến gia đình tang quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây xin trọng kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu dâng lễ kính viếng, xin trọng kính mời. Xin trọng kính mời một vị đại biểu nên dâng vòng hoa kính viếng, xin trọng kính mời. Bắt đầu. Thôi, phần đi viếng của đoàn đã xong, thay mặt ban tổ chức xin trọng cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu hội đồng khóa trường trung học Giao Thủy B khóa 87-90. Đoàn có quan hệ với ông bà Thuần Hậu, trưởng đoàn là bà Nguyễn Thị Mai Tuyết. Lời đầu tiên cho phép đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin vào phần lễ kính viếng. Xin trọng kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu dâng lễ kính viếng, xin trọng kính mời. Tiếp theo chương trình lễ viếng, xin trọng kính mời hai vị đại biểu nên dâng hai vòng hoa kính viếng, xin trọng kính mời. Viếng của đoàn đã xong, thay mặt ban tổ chức xin trọng cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu thông gia ở Vĩnh Phúc, đoàn có quan hệ với ông bà Thuần. Lời đầu tiên cho phép đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây xin trọng kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu dâng lễ kính viếng, xin trọng kính mời. Theo chương trình lễ viếng, xin trọng kính mời một vị đại biểu nên dâng vòng hoa kính viếng, xin trọng kính mời. Đoàn đã xong, thay mặt ban tổ chức xin trọng cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu gia đình cháu Chiến Dịu, đoàn có quan hệ với ông bà Chuyển Trung. Lời đầu tiên cho phép đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây xin trọng kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu dâng lễ kính viếng, xin trọng kính mời. Của đoàn đã xong, thay mặt ban tổ chức xin trọng cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu đại diện gia đình cháu Chi ở Thái Bình, đoàn có quan hệ với ông bà Thuần. Lời đầu tiên cho phép đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây xin trọng kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu dâng lễ kính viếng, xin trọng kính mời. Vòng hoa kính viếng, xin trọng kính mời.
miền Nam, đoàn có quan hệ với ông bà Thuần, trưởng đoàn ông Nguyễn Duy Đan, lời đầu tiên cho pháp đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin vào phần lễ kính viếng, xin trọng kính mời ba vị đại biểu, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu dâng lễ và một vị đại biểu dâng vòng hoa kính viếng, xin trọng kính mời. Đoàn đã xong, thay mặt ban tổ chức xin trọng cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu họ Nguyễn đại tộc tổ dân phố Hạ Chính, trưởng đoàn ông Nguyễn Văn Quyết, lời đầu tiên cho phép đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin vào phần lễ kính viếng, xin trân trọng kính mời một vị đại biểu thay mặt cho dòng họ lên làm chủ lễ. Tiếp theo chương trình lễ viếng, xin trọng kính mời hai vị đại biểu lên dâng hai tấm lễ kính viếng, xin trọng kính mời. Trầm kính viếng, xin trọng kính mời. Xin đề nghị các vị đại biểu trong đoàn dành phút tưởng niệm cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, phần lễ viếng của đoàn đã xong, thay mặt ban tổ chức xin trọng cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu họ Nguyễn tộc khu Nam Dũng, đoàn có quan hệ với cụ quá cố, trưởng đoàn là ông Nguyễn Văn Phu, lời đầu tiên cho phép đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây xin trọng kính mời một vị đại biểu thay mặt cho dòng họ lên làm chủ lễ. Tiếp theo chương trình lễ viếng, xin trọng kính mời một vị đại biểu lên dâng tấm lễ kính viếng, xin trọng kính mời. Xin trọng kính mời hai vị đại biểu lên thắp trầm kính viếng, xin trọng kính mời. Xin trọng kính mời một vị đại biểu nên dâng cờ tang kính viếng, xin trọng kính mời. Lễ viếng của đoàn đã xong, thay mặt ban tổ chức xin trọng cảm ơn. Giờ này đoàn đại biểu gia đình bà Bích ở Nghệ An, đoàn có quan hệ với ông bà Chiến, lời đầu tiên cho phép đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây xin trọng kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu dâng lễ kính viếng, xin trọng kính mời.
Đứng trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu họ Phạm và gia đình thông gia Nam Hải, đoàn có quan hệ với ông bà Triền, lời đầu tiên cho phép đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin vào phần lễ kính viếng. Xin trọng kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu dâng lễ kính viếng. Xin trọng kính mời. Trong đoàn dành phút tưởng niệm cụ, phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi phần lễ viếng của đoàn đã xong, thay mặt ban tổ chức xin trọng cảm ơn. Tiếp theo, đứng trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu hội bạn học quân âm khóa 87-90 làm việc tại phía Nam, lời đầu tiên cho phép đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây xin trọng kính mời ba vị đại biểu, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu dâng lễ và một vị đại biểu dâng vòng hoa kính viếng. Xin trọng kính mời. Trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu họ Cao tổ dân phố Bình Trung, đoàn có quan hệ với cụ Vong, trưởng đoàn ông Cao Văn Nam, lời đầu tiên cho phép đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin vào phần lễ kính viếng. Xin trọng kính mời một vị đại biểu thay mặt cho dòng họ lên làm chủ lễ. Tiếp theo chương trình lễ viếng, xin trọng kính mời một vị đại biểu lên dâng tấm lễ kính viếng. Xin trọng kính mời. Trầm kính viếng, xin trọng kính mời. Kính viếng, xin trọng kính mời. Tỏ lòng thương tiếc cụ, xin đề nghị các vị đại biểu trong đoàn dành phút tưởng niệm cụ, phút tưởng niệm. Thôi phần lễ viếng của đoàn đã xong, thay mặt ban tổ chức xin trọng cảm ơn. Tiếp theo, đứng trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu niên khu phụ nữ, đoàn có quan hệ ông bà Điến Chiêm và Chuân Lụa, lần đầu tiên cho phép đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin vào phần lễ kính viếng. Xin trọng kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu dâng lễ kính viếng. Xin trọng kính mời.
công đoàn dành phút tưởng niệm cụ, phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, phần đi viếng của đoàn đã xong, thay mặt ban tổ chức xin chào cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này và làm phần kính viếng đoàn đại biểu họ Phạm Tàu Khu Hà Chính và làm phần kính viếng trưởng đoàn đóng Phạm Văn Ba. Kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi xúc động. Sáng nay Phạm Tàu chúng tôi đột ngột nhận được tin báo buồn của 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức đại biểu trước hết toàn xin gửi tới gia đình tang quyến và họ hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất cho đoàn tiến hành tổ chức đi viếng. Để đi vào lý viếng, xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu. Giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn đến dâng tân lễ kính viếng, xin trân trọng kính mời. Và kính mời hai vị đại biểu đi dâng hương kính viếng. Kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân cờ tang kính viếng, xin trân trọng kính mời. Phần lễ viếng của đoàn đã xong, một lần nữa theo mặt trong ban tổ chức tang lễ và gia đình tang chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Trước phòng tang giờ này và làm về kính viếng là đoàn đại biểu gia đình của cháu Thình ở Đắk Lắk, đoàn có quan hệ ông bà Thuấn. Đoàn có quan hệ với ông bà Thuấn, kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi xúc động. Sáng nay đoàn chúng tôi đột ngột nhận được tin báo buồn của 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức đại biểu trước hết cho đoàn xin gửi tới gia đình tăng quyến và họ hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất cho đoàn tiến hành tổ chức lễ viếng. Để đoàn lễ viếng xin trân trọng và kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng lễ, một vị đại biểu dâng hương, xin trân trọng kính mời. Kính mời hai vị đại biểu nên dâng hai vòng hoa kính viếng. Thôi, phần lễ kính viếng của đoàn đã xong, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi và xúc động. Sáng nay họ cao tộc chúng tôi đột ngột nhận được tin báo buồn của 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức một đại biểu trước hết cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến và họ hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất cho đoàn tiến hành tổ chức lễ viếng. Để đi vào lễ viếng, xin trân trọng và kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn sẽ nên làm chủ lễ. Và xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên dâng tấm lễ, xin trân trọng kính mời. Thank you.
trọng kính mời hai vị đại biểu nên dâng hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Xong một lần nữa thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức tăng lễ. Tôi xin trân trọng và giới thiệu kính mời ba vị đại biểu nên dâng vòng hoa và dâng hương kính viếng. Kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tăng quyến, thật là bồi hồi xúc động. Sáng nay đoàn đại biểu thông gia niên thông gia hai thế hệ chúng tôi đột ngột nhận được tin báo buồn của 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức một đại biểu trước hết cho đoàn xin gửi tới gia đình tăng quyến họ Hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất cho nước đoàn tiến hành tổ chức đi viếng. Để đi vào đi viếng, ban tổ chức tăng lễ tôi xin trân trọng và kính mời ba vị đại biểu, một vị đại biểu dâng lễ, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu nên dâng vòng hoa kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Của đoàn đã xong, một lần nữa theo mặt cho ban tổ chức tang lễ và gia đình xin chân thành cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này và làm phần kinh viếng là đoàn bảo hội đồng liên quân ngũ tháng 2 năm 1993 khu vực miền Nam do Phạm Văn Thế làm trưởng đoàn. Kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi xúc động. Sáng nay đoàn chúng tôi đột ngột nhận được tin báo buồn của 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức một đại biểu trước hết cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến và họ Hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất cho nước đoàn tiến hành tổ chức đi viếng. Để đi vào đi viếng, xin trân trọng và kính mời ba vị đại biểu, một vị đại biểu dâng lễ, một vị đại biểu dâng hương và một vị đại biểu nên dâng vòng hoa kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Đoàn đã xong, một lần nữa theo mặt cho ban tổ chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Phòng tang giờ này là điều các ông các bà ngõ 208 tổ dân phố Hà Chính và làm vật để kính viếng. Kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi xúc động. Sáng nay đoàn chúng tôi đột ngột được tin báo buồn của 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức một đại biểu trước hết đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến và họ Hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất cho đoàn tiến hành tổ chức đi viếng. Để đưa vào đi viếng, xin trân trọng giới thiệu kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng lễ, một vị đại biểu dâng hương. Xin trân trọng kính mời. Đoàn hãy dành một phút tưởng niệm cụ được bắt đầu. Thôi phần lễ viếng của
một lần đã xong. Một lần nữa theo mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này và làm tiếng nến là đoàn đại biểu các bà hội bạn thân. Kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi xúc động. Sáng nay hội bạn thân chúng tôi đột ngột nhận được tin báo buồn của ông bà Xuân Nụa, báo tin có người mẹ kính yêu 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức một đại biểu, trước hết cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến và họ hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất do đoàn tiến hành tổ chức đi viếng. Để đi vào đi viếng, xin trân trọng và giới thiệu kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng lễ, một vị đại biểu dâng hương. Lễ viếng của đoàn gồm có hương đăng tử quả, hoa tươi và một tấm đen thay cho vòng hoa. Xin trân trọng kính mời. Viếng của đoàn đã xong, một lần nữa theo mặt trong ban tổ chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này là đại biểu hội đồng quân ngũ sư 306 do ông Hà Nâm Sơn làm trưởng đoàn. Kính thưa hương hồn của bà quá cố, kính thưa gia đình tang quyến, thật là bồi hồi xúc động. Sáng nay đoàn chúng tôi đột ngột nhận tin báo buồn của 250 về già. Giờ đây chúng tôi có tổ chức đại biểu, trước hết cho đoàn xin gửi tới gia đình tang quyến và họ hiếu lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất do đoàn tiến hành tổ chức đi viếng. Để đi vào đi viếng, xin trân trọng và giới thiệu kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng lễ, một vị đại biểu dâng hương. Lễ viếng của đoàn gồm có hương đăng tử quả, hoa tươi và một tấm nến đen thay cho vòng hoa. Xin trân trọng kính mời. Hãy dành một phút phút thần cụ được bắt đầu. Thôi phần đi kim viếng của đoàn đã xong, một lần nữa theo mặt cho ban tổ chức tang lễ và gia đình tang quyến chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Tuần tế thành phượng cùng con cháu và họ nội tộc bắt đầu. Thank you.
giờ đây con cháu chắc đủ đầy trường trình sống nổi giờ này hà phân tàng chúng con cháu chất quỷ trước linh nhà sàng hà
dễ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc tuệ thứ giáp thìn niên thân nguyện sở bát nhật Nam Định tỉnh giao thủy huyện quận âm thị trấn hạ chính tổ dân vô cô yêu chủ cô ai tử Nguyễn Ngọc Chuẩn Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Văn Thuận Nguyễn Văn Thiện hôn tử cao thị đua Vũ Thị Ni Nguyễn Thị Hậu Trần Thị Phương Noan nữ tử Nguyễn Thị Chiến Nguyễn Thị Chiến Nguyễn Thị Chuyên Tế tử Cao Đặc Điếm Vũ Thanh Trung Nam Tôn Nguyễn Văn An Nguyễn Quang Ninh Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Quốc Khởi Nguyễn Minh Chiết Nguyễn Minh Chi hôn tôn Nguyễn Thị Hồng Duyên nữ tôn Nguyễn Thị Kim Niên Nguyễn Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Hải Nam tế tôn Trần Văn Thanh Phạm Văn Dũng Dương Nam Tôn Nguyễn Quang Thịnh khó khăn mê chịu tốt này mẹ phần chúng con công ơn danh tựa biển trời những mong bao người
đây vĩnh biệt cõi dương. Xa cách con cháu tìm đường quy tiên. Ôi ôi thảm thiết thương thay, thân mang tan chế ai hay nỗi nòng. Đội ơn công đức dường mang ngàn thu vinh biến ngóng hình từ đây. Tình thân nghĩa trọng nào hay, càng suy tưởng đến thêm ngày ngất nồng. Thương mẹ nước mắt tuôn dòng, nấy ai dừng giá trong mong cây nhớ. Nhìn đàn cháu chắn tuổi thơ ủ ơ, tiếng khóc càng thế thảm mà sầu. Từ đây xa cách còn đâu, xót xa thương tiếc nại sầu. Thuận phong
mẹ bây giờ chúng con dâng chén trà thơm, chúng con mời mẹ uống chén trà ngon cho ấm mà lòng mẹ ơi. Điểm trà quả cháu cùng họ tộc chúng tôi đã xong. Thay mặt cho dòng họ xin cảm ơn ban nhạc đã giúp họ chúng tôi hoàn thành tuần tế thành phượng cho cụ. Một lần nữa xin cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu hội học sinh khóa 75-78, đoàn có quan hệ với ông bà Chuôn, trưởng đoàn là ông Nguyễn Văn Thái. Lời đầu tiên cho phép đoàn xin được gửi đến gia đình Tăng Quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây đoàn xin vào phần lễ kính viếng. Xin trọng kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu dâng lễ kính viếng. Xin trọng kính mời. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, xin đề nghị các vị đại biểu trong đoàn dành phút tưởng niệm cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, phần lễ viếng của đoàn đã xong. Thay mặt ban tổ chức xin trọng cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu hội học sinh khóa 88-91 hai miền Nam Bắc. Đoàn có quan hệ với ông bà Thiện Loan, trưởng đoàn là ông Nguyễn Văn Tấn. Lời đầu tiên cho đoàn xin được gửi đến gia đình Tăng Quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây xin trọng kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu dâng lễ kính viếng. Xin trọng kính mời.
xong, thay mặt ban tổ chức xin trọng cảm ơn. Đứng trước phòng tang giờ này, đoàn đại biểu gia đình ông Nguyễn Văn Hoan, tổ dân phố Tân Thượng, lời đầu tiên cho ấp đoàn xin được gửi đến gia đình tăng quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây xin trọng kính mời hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng hương, một vị đại biểu dâng lễ kính viếng, xin trọng kính mời. Viếng của đoàn đã xong, thay mặt ban tổ chức xin trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, giờ này họ Nguyễn tộc chúng tôi tiến hành làm tuần tế phúng điện để trả nghĩa cho cụ trước tử cẩn rĩ phủ niêu,
thánh trước chỉ nghi cảm chiếu cáo vũ phước về vọng ninh nguyễn mẫu nguyễn thị húy gái trần ninh nguyễn mạnh sinh như mẫu dân niên muội nguyệt nhật thời sinh hạ thế giáp thiên niên thất nguyệt sơ thất nhật nương bài họ hưởng bát thập thất tuế than rằng cõi trăm năm trên trần là thế kiếp phù sinh là kẻ riêng xưa nay vật đổi sao có sinh có tử cuộc đời tất nhiên nay của vội quy tiền giá hạn tới xuân dưa cực nạc thiên bằng giờ gì đoàn kết trước sau một lòng để đời thế hải minh sơn làm con ghi nhớ công ơn sinh một điều nhìn chín điều này đó là nẻ sống cội cảnh giả phong cụ về chín xuôi yên lòng trước sau